Thị trấn Diêm Điền sau sắp nhập có hơn 24.000 nhân khẩu, trở thành địa phương cấp xã đông dân nhất huyện và tỉnh, đồng thời là một trong 12 địa phương của huyện Thái Thụy nằm trong khu kinh tế Thái Bình. Tổng giá trị sản xuất 3 năm qua của thị trấn Diêm Điền đạt hơn 8.300 tỷ đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực khi nông nghiệp và ngư nghiệp chỉ còn chiếm khoảng 7%, công nghiệp xây dựng cơ bản thương mại dịch vụ chiếm 93%. Thị trấn Diêm Điền phấn đấu từ nay đến cuối nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 16,5%, thu nhập đầu người đến năm 2025 đạt 100 triệu đồng một người một năm.